I quit my job and I want to go to my ghost with a trouble. My scars all closed and I just wanna love. I will never let you down. I just need to see a new landscape. I just need to breathe in handscape. Everyone hides a dream like me. Không biết các chị nghĩ sao, chứ với cá nhân Trang thì Trang thấy rằng là những cái em jumpsuit xinh đẹp như vậy, nó sẽ luôn luôn là một sản phẩm không thể thiếu được, nhất là trong cái thời tiết mùa hè như thế này. Bởi vì khi mà chị em chúng ta mặc jump lên thì bao giờ trong cái cảm giác là mình cũng sẽ rất là hách dáng và trông mình cao hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Trang của Melia sẽ cùng đem đến các chị một mẫu jump rất là đẹp như thế nhá. Với mẫu jump này thì đây sẽ là sự kết hợp giữa hai chất liệu vải vô cùng cao cấp, đấy chính là vải lụa và kết hợp với vải blend cao cấp nha các chị. Lụa thì có cái đặc tính là sao ạ? Cực kỳ nhẹ nhàng, mềm mại, thoải mái và rất là dễ chịu luôn. Chất liệu blend thì luôn luôn ghi điểm ở trong lòng của các chị em bởi cái đặc tính là co giãn dễ chịu của nó rồi. Nhìn về tổng thể thì đây thực sự là một cái mẫu jump mà rất là phù hợp để mình mặc trong cái thời tiết mùa hè, đúng không nào? Đó, không chỉ là phối giữa hai chất liệu cao cấp mà đây còn là một em jump được phối kết hợp giữa hai cái tông màu, thể hiện được sự quyền lực. Chúng ta có sự kết hợp giữa đỏ và đen. Đây luôn luôn là một cái gam màu, một cái sự kết hợp ăn ý cực kỳ luôn và sẽ đem lại được cho chúng ta một thần thái vô cùng là sang trọng luôn, đúng không ạ? Với cái mẫu jump này thì điểm nhấn của chúng ta đấy chính là một chiếc nơ to bản được thiết kế bên phần eo của chúng ta như vậy. Đây là một cái điểm nhấn để làm cho chiếc jump của chúng ta không quá là bị đứng tuổi. Nó vẫn có thể đem lại được cho các chị một sự trẻ trung, một sự tiểu thư và rất ngọt ngào. Và đây cũng chính là cái chi tiết để có thể che khéo đi toàn bộ mọi khuyết điểm ở phần eo của các chị, đúng không nào? Và với cái mẫu jump này, phần cổ cũng đã thiết kế rất là trẻ trung luôn mọi người nhé. Phần tay của chúng ta thì sẽ là một cái form tay hơi bồng nhẹ một chút. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể đạt được cái hiệu quả là che bắp tay một cách tuyệt đối. Mẫu jump quá xinh đẹp luôn, đúng không ạ? Và các chị thân mến, khi mà chúng ta mặc những cái form jump này, tại vì sao mà trong tỷ lệ người của mình lại đẹp đến như vậy ạ? Bởi vì là chúng ta sẽ có một cái điểm đặt eo rất là cao nhá, trên rốn cỡ khoảng tầm 6 cho đến 7 phân. Nên vô hình chung khi mà các chị mặc những cái form jump như thế này và kết hợp thêm với những cái đôi giày cao gót nữa thì chắc chắn là trong tỷ lệ người của mình sẽ đẹp hơn. Đúng tỷ lệ người chuẩn là lưng ngắn và chân dài đấy ạ. Chẳng tin rằng là không có chị em nào lại không cảm thấy say nắng bởi vẻ đẹp rất là tuyệt vời của em jump này. Một form jump cực kỳ thanh lịch, điệu đà để chúng ta có thể mặc đi làm, đi chơi, đi dự sự kiện, đúng không nào? Chính vì vậy thì chúng ta hãy có thể dành chút thời gian của mình để ghé thăm các cơ sở của Melia ở tại Hà Nội, Hải Phòng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh các chị em nhé. Hoặc nếu như mà các quý cô xinh đẹp của Trang không có thời gian thì chúng ta hãy tham gia vào một chính sách mua hàng online cực kỳ là ưu đãi của Melia. Các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và đặc biệt được miễn phí ship toàn quốc đấy ạ.